cả nhà. Thì chiếc ống kính màn hình nè, đó cả nhà thấy không, bé này là con bé vàng. Con bé vàng thì coi như là mình mới vừa cứu bé vàng đó cả nhà. Thì cũng do cái chị Thủy đi dọc đường, rồi là đi dọc dọc và chị Thủy đi dọc đường á, là nhận đồ từ thiện. Thì thấy bé là lúc đó cái mõm của bé, cái miệng của bé là bị buộc băng keo. Đó, lúc đó nhìn bé sơ sát cũng như sừng lại cái ghê lắm kìa. Đó cả nhà thấy không, thực sự mà nói luôn, cái lòng người rất là ác luôn. Không biết có bị đánh đập gì hôn nữa, mà bây giờ bé cứ run sợ vậy nè cả nhà. Mà mình về nhà là mình cho mấy bé, cho bé ăn coi như là bé ăn ghê, bé ăn dữ lắm kìa nha. Không có sợ nha, có ba rồi, có ba cứu con rồi, có ba mẹ cứu con về, về mấy ấm là con an toàn rồi, con có gì đâu sợ, thấy không nè. Đó cả nhà, thì mình đặt cho bé này là bé vàng nha cả nhà. Đó, ăn cái bụng ngon nóc luôn nè. Đó, về mình mẩy xình lại sơ sát lắm kìa, tại vì cả nhà biết á. Trước khi mà mỗi khi mình cứu mỗi con bé về mấy ấm á, là thứ nhất á là mình mẩy bé xình lại á, thì mình tất nhiên là mình phải tắm cho bé. Và cái vấn đề thứ hai là mình sẽ test bệnh cho bé là KR với là bạch vô, coi bé có bị nhiễm bệnh hay không. Rồi xong xuôi rồi mình mới treo cho tất cả các bé vào máy ấm cả nha. Đó, bé vàng nó run nó sợ cả nha. Thôi không có sợ, có run đâu đừng có sợ nha. Nè bà cho đồ chơi nè, nè bà cho đồ chơi nè. Thôi có gì đâu sợ. Hả? Về ở với ba với mẹ là hạnh phúc rồi nha. Thì cả nhà biết á, cả nhà biết lý do tại sao mà mình đặt bé tên là vàng cả nha. Đó, cả nhà thấy á, chẳng hạn như đối với nó, đối với chủ của nó, con bé vàng đối với chủ của nó là giống như là đồ bỏ, coi như là cứt vứt đi. Nhưng mà đối với lại vợ chồng của mình á, con bé vàng này nó giống như là cục vàng của mình vậy đó cả nhà. Mình phải trân trọng nó, mình phải yêu nó, thương nó như một thành viên trong gia đình này cả nhà. Đó, đó nè cả nhà. Thì kể từ đây nè, con bé vàng có tên chính thức là bé vàng. Đó, thì kể từ đây nè, thì ba sẽ nuôi con nè. Đó, ba sẽ giúp con sống hết chọn hết cái kiếp của con ha. Không có sợ nữa, không run nữa, bị người đời dí lắm hả, hả dí buộc mõm rồi xong hả, bây giờ tâm lý luôn đúng không, không có gì đâu sợ, nó run nha nha, có gì đâu sợ. Tắm mình mẩy sạch sẽ thơm tho lắm cả nhà. Đó, bé mì nó mặc cho cái đầm dễ thương như dễ sợ luôn á, ghét quá trời ghét luôn á. Thì vài ngày nữa là mình sẽ cho bé ổn định cái tâm lý lại, xong mình sổ dung cho bé và mình sẽ chích ngừa vaccine cho bé cả nhà. Thôi nè, con ở đây với ba nè, con không run nữa, có gì đâu mà sợ hả, có gì đâu mà run. Ừ, hay vậy nha, có nghe ba nói không, không con đang nghe ba nói đúng không nè. Vàng nghe ba nói nè, có gì đâu run, có gì đâu sợ. Thương con mà, ba mẹ thương con, cứu con về mà, ám ảnh hả. Không biết sao mình mẩy của bé coi như là xích lông, coi như là chạy bộ lung tung cả nhà. Có ve nữa, cái mi nó bắt ve quá trời ve luôn, cái mặt mũi sáng sủa vậy nè. Mà thí dụ như cả nhà thấy đó, không nuôi thì thôi, thì kiếm người nào mà yêu thương người ta cho người ta. Bây giờ á, thì mình chưa có biết á, đầu đuôi ngọn ngành như thế nào. Thì mình chỉ biết là chị Thủy này đi dọc đường, phát hiện bé đang bị buộc mõm, và giống như là bé đang đi lang thang tội nghiệp lắm, ngoài mưa ngoài nắng ngoài gió rồi đó cả nhà. Thì mình không có biết là bé vàng này là bị chủ mình buộc mõm xong rồi dục ra đường, hay là bị chủ dục ra đường xong rồi bị mấy người ở ngoài đường á ghét bỏ, xong rồi bắt bé dán băng keo lại hành hạ bé, rồi xong bé quán hay là như thế nào mình chưa có biết. Nhưng mà mình thấy trước mắt mình á là con bé vàng này nó đã trải qua một cái cuộc mà giống như là ác mộng gì đó cả nhà. Giờ nó run hoài luôn, mới cứu từ hồi coi như là hồi chiều tới về chiều tới giờ á, bé về bé còn run luôn á. Thì bé vàng này mình vừa cứu về là mình đăng clip cho cả nhà xem liền luôn á. Còn về cái tình hình mà của bảy con bé chó con đó, thì cái hoàn cảnh đó thì mình cũng đã đăng lên status cho mọi người biết rồi.
là bảy bảy con bé chó con đó thì mình đã đăng cái hình ảnh lên là do cái người vợ đã gửi hình qua cái Zalo cho mình và chia sẻ những câu chuyện trong gia đình, những cái hoàn cảnh của chị. Là chị nói là lúc trước á là vợ chồng anh chị là nuôi gà đá mướn cho những cái mà anh đang chơi đá gà ăn tiền đó cả nhà. Thì vợ chồng anh mới sinh một con bé chó Phú Quốc về nuôi đó, con bé chó cái cả nhà. Thì về cả nhà cũng biết rồi, người ta sinh về người ta nuôi để canh chừng ăn trộm, canh chừng ăn trộm bắt gà thôi, chứ người ta thương yêu gì. Thì chẳng may con bé Phú Quốc đó nó đi vòng vòng ở ngoài sớm ngoài đường đó, rồi đi nhảy đập về có bầu. Rồi xong xuôi được cách đây 2 tháng thì bé đã sanh được 8 bé. Sanh được 8 bé thì không biết là cái sự mà chăm sóc của người chủ như thế nào, của vợ chồng người chủ như thế nào mà chia sẻ với mình. Thì người chị này nói là con bé chó mẹ lỡ cắn chết 2 con gà đá của người chồng á. Nên người chồng về nhậu nhẹt về say xỉn á thì đã nóng giận lên và giác cái cây mã tấu á, cái cây mà hay chém lộn gì đó mình không biết, thì đã dí chặt con bé chó mẹ đứt ra làm đôi luôn. Nhưng mà trong lúc đó xui xẻo á thì có một con bé chó con đang ôm cái vú của mẹ nó bú, thì người chồng lỡ chặt luôn là làm cho mất một bé chó con, thì lại còn lại 7 bé. Nhưng mà người chồng á cũng chưa có hả giận nữa, người chồng nói với lại người vợ á, thì trong vòng tuần này một á là tao sẽ bán 7 con này, tao lấy tiền để tao nhậu nhẹt cho đã tức. Còn hai á là tao sẽ luộc 7 con bé này lên luôn, luộc sống luôn mà xong nhậu nhẹt để cho hả giận. Thì người vợ á thì nói chung thì lúc nào cũng sợ người chồng, nên người vợ cũng là một cái người mà thường xem YouTube kênh chó mèo gì đó, với lại cũng có mấy người hàng xóm giới thiệu thì mới biết đến là Phi Lê, gọi điện cầu cứu. Và người chồng đã ra cái giá cho Phi Lê là 2 triệu, 2 triệu là 7 con, 2 triệu là 7 con bé cho con 2 tháng mấy cả nhà. Thì vợ chồng này á là ở dưới Bửu Long Biên Hòa ở Đồng Nai cả nhà. Thôi cái lầu ngồi đi, ngồi đi. Hai vợ chồng này ở núi Bửu Long Biên Hòa Đồng Nai đó, thì đã gọi điện cho mình. Thì từ ở máy ấm mình thì chạy lên đó khoảng 35 cây số, thì xe ôm thì xe ôm là khoảng 1 triệu đồng, thì tổng cộng là cứu 7 bé cho con là tổng cộng là tiền là 3 triệu đó cả nhà. Run sợ ghét hả? Có gì đâu run, về đây là hạnh phúc rồi. Thôi con nằm đàn bạn đi, nằm bạn chơi nha, nằm bạn chơi nha nè, nè đi con nè, nè đó, ở đây nha, ở đây ba nói chuyện với là ông bà cô chú khán giả xíu nha. Đó cả nhà, thì hôm nay sẵn cái clip này mình vừa tâm sự chia sẻ với lại cả nhà biết. Thứ nhất là tình trạng của con bé Vàng, đặc biệt là sức khỏe con bé Vàng mới cứu luôn, là hiện tại là bây giờ là tâm lý của bé là vẫn còn hoảng loạn hoảng sợ. Thì mình sẽ giống như là coi như là mắt nó sẽ được đầy, nó sẽ hết thôi thôi cả nhà. Đó cả nhà thấy đó nè, bé dễ thương lắm á, cái mặt dễ thương dễ sợ luôn á. Đó nè, mình mẻ ghẻ lỡ nè, cà lỡm với lại có một cái chân đó nè, giống như cái có dấu cạo, nhưng mà đã từng đi thú y mà bị bệnh gì đó nhưng mà mình không biết, thì đang hiện tại ho đúng luôn đó nè. Đó cả nhà, thì sẵn cái clip mà mình cập nhật tình hình sức khỏe của con bé Vàng mà bị chủ buộc cái mở mắt bằng keo á rồi bước bé ra đường á, thì sẵn tiện thì mình sẽ kể cho cả nhà nghe về ba cái hoàn cảnh mà đã cũng là fan hâm mộ của kênh của mấy ông Phi Lê, cũng đã gửi về Zalo cho Phi Lê ba cái clip cả nhà. Đó thì ba cái clip cũng chia sẻ là cái nỗi niềm, cái cực khổ là trong cái mùa dịch là hiện tại là nhà nước không hỗ trợ một đồng xu các bạn nào luôn, không có hỗ trợ phẩm thức ăn gạo nào luôn, và hiện tại là đang cua mang mấy bé chó cả nhà. Thì cái hoàn cảnh thứ nhất thì mình cũng sẽ kể cho cả nhà biết một cái hoàn cảnh rất là đáng thương, rất là thương tâm luôn cả nhà. Hiện tại là nhà anh đó thì hai vợ chồng anh đó là nuôi 3 con bé chó và 6 con bé chó con, tổng cộng là 9 bé cả nhà. Thì nói thật luôn, vợ chồng anh này thì hai vợ chồng anh này là người khuyết tật,
ông nói giống như là hai vợ chồng này nói thẳng là như là bị căng đó cả nhà, mà bị bệnh căng á là coi như nói chuyện không có được, nên á, là mình có nhắn tin và mình đã trò chuyện bằng nhắn tin thôi. Và xong xuôi thì vợ chồng Trâm này đã gửi cái clip về cho mình. Hiện tại này anh Hải với lại chị Phượng là hai vợ chồng là coi như là không có nói chuyện được, bị bẩm sinh thì nhỏ nghe nhà. Hiện tại là nuôi ba con bé cho lớn với lại sáu con bé cho con mới sinh. Thì ở nhà thì không có món ăn gì khác ngoài vì gật thì gói cả nhà. Mấy bé chó cũng phải ăn thì gói luôn, mấy bé cho con cũng phải ăn thì gói luôn đó. Nhưng mà mì gói thì nó cũng còn cạn kiệt rồi, nó cũng còn có 9-10 gói thôi. Mà 3 tháng nay á, ở nhà thì xảy ra nói chung là anh Hải cũng xảy ra tâm sự luôn hết. Còn mẹ già thì mới bị chết Covid. Rồi bây giờ ở nhà á, thì không có tiền mà để trang trải nữa. Thì 3 tháng nay là anh đã thất nghiệp ở nhà rồi. Vợ thì nội trợ thôi, mai đồ thì nọ nhà thôi. Nhưng mà giờ dịch bệnh rồi là ổng đã gọi điện cầu cứu mình, ảnh kêu giống như là muốn mình hỗ trợ cho ảnh một cái số tiền, ảnh nói ít thôi cũng được chứ đi, cho anh đỡ mấy trăm, 200-300 thôi cũng được, để anh trang trải, để anh mua chẳng hạn như là thức ăn cho mấy cái chó. Còn vợ chồng anh á đói cũng không sao, nhưng mà cả nhà thấy đó, bây giờ nói thật luôn, đối với lại PD á thì cái số tiền 200-300 á nó rất là lớn luôn. Tại vì PD nó phải lo đủ thứ chuyện trong máy ấm hết trơn á. Thì PD đã hứa với ảnh thì anh cứ đăng cái clip lên đi, đăng tải cái clip lên và gửi về Zalo cho em. Thì bây giờ hai vợ chồng anh không có nói chuyện được thì anh cứ quay cái cảnh mấy con bé chó ở nhà anh như thế nào đi, thì em sẽ tường thuật lại cho tất cả quý bà cô chú anh chị mình quân xem. Thì nếu mà ai đồng cảm yêu thương gia đình anh á thì người ta sẽ hỗ trợ cho gia đình anh một cái phần quà, món quà nào đó đó. Và cái trường hợp thứ hai thì trường hợp này cũng là của một người đàn ông luôn, gà chống nuôi con ở nhà, tội nghiệp cái nhà. Anh này anh tên là anh Trọng, hiện tại là anh ở dưới Nhà Bè, thì anh là người dưới miền Tây, thì anh lên đây anh sinh sống cũng được vài năm rồi. Thì cái nghề nghiệp của ảnh trước khi mà dịch bùng phát đó là ảnh là tài xế chở học sinh sinh viên này họ xe đu nước đó. Rồi sau xuôi ảnh lận nhặt những cái cơm thừa canh cặn về cho mấy bé chó ăn ở cái nhà. Ảnh thì ảnh trên Sài Gòn thì ảnh không có tiền mà để thuê nhà, thì ảnh được một cái người quen á, nếu như người ta thương tình thì người ta cho ảnh một cái chòi để anh ở và hai cha con cùng ở trong cái chòi. Và cô mang 5 bé cho con đó cả nhà. Thì người ta thấy ảnh người ta thương tâm á, thì người ta cho thuê mượn một cái chòi, coi như là không có lấy tiền nhà gì hết á. Và ảnh đã giống như lượm nhặt 5 con bé chó về ảnh nuôi nữa. Nhưng mà trong cái mùa dịch này nè, ảnh nghỉ làm cũng 3-4 tháng ngay rồi. Với lại cả nhà cũng thấy đó, hiện tại là bây giờ tình hình dịch bệnh thứ hai là hè này nọ thì học sinh đâu có đi học đâu. Thì anh nói là anh quá kiệt sức rồi, coi như là người còn có ăn nữa muốn chi là năm tụi nó. Thì anh hứa anh cũng gọi điện anh cầu cứu mình, nhưng mà nói thật thì mấy ấm mình thì không còn hỗ trợ được cho mấy hoàn cảnh đó nữa. Những lúc trước á thì là Thi Lê có thể hy sinh những cái số tiền mà mạnh thường quân gửi về cho Thi Lê, xong rồi Thi Lê chia sẻ bớt lại. Nhưng mà bây giờ tình hình thì nó rất là căng thẳng, tại vì dịch bệnh không biết khi nào mà cũng như chấm dứt, nên Phi Lê đã dùng số tiền mà mạnh thường quân đã cho Phi Lê á. Phi Lê đã mua gạo, mua hạt, mua thức ăn cho mấy bé hết trơn rồi đó. Thì mình đã hứa với ảnh thì mình cũng kêu ảnh bây giờ là anh cứ quay cái clip Zalo đi, gửi qua Zalo cho em sẽ đăng tải lên YouTube của em. Thì ai mà cảm thấy mà đồng cảm với lại cái hoàn cảnh của mình á thì người ta sẽ đóng góp hay là tặng cho anh món quà nào đó. Đó thì bây giờ em chỉ biết giúp anh như vậy thôi. Và cái hoàn cảnh thứ ba là hoàn cảnh của một người phụ nữ, cũng là như là một cái người cô, cách cũng tầm ngoài 60 tuổi cả nhà. Thì cái công việc trước khi mà mùa dịch bùng phát đó thì cái người cô này á là đi phụ người ta rửa chén ở trong cái tiệm hủ tiếu bánh canh cả nhà. Thì cô thường hốt những cái cơm heo
xương sẩu này nọ mang về cho hai mươi mấy ba chục cái chó ở nhà của cô ăn. Nhưng mà mấy tháng nay là coi như là ở nhà có bao nhiêu gạo thóc thì gói này nọ là đổ dồn cho mấy chó ăn hết rồi. Mà bây giờ là cô cũng kiệt sức rồi, thì cổ mới giống như là làm điều gọi điện thoại cho mình và cầu cứu mình. Và cô cũng thường hay lỗi cho của mình và thấy thời gian hiện nay thì Lê cũng là một cái chiếc cầu nối để giúp cho tất cả quý bà của chúng mình quân biết đến và giúp đỡ cho những hoàn cảnh đó. Thì cô này là hiện tại là cô đang ở Hóc Môn, thì cô muốn là Phi Lê đăng tải cái clip lên giùm cô để cho quý bà của chúng chị mình quân biết đến và sẽ đồng cảm với cô và muốn san sẻ với cô, được đồng nào thì đỡ đồng đó. Thực sự mà nói thì trong cái mùa dịch này thì một gói mì hay nửa gói mì cũng là quý lắm cả nhà. Thật sự mà nói thì Phi Lê làm cái công việc này, Phi Lê rất là hạnh phúc, rất là mãn nguyện luôn. Khi mà Phi Lê đăng tải những clip trên những hoàn cảnh mà đang cô mang chó mèo mà đang gặp khó khăn cả nhà, mà được cái sự mà đồng cảm yêu thương của quý bà cô chú mạnh thường quân á, thì Phi Lê thực sự mà nói thì rất là hạnh phúc, rất là cảm ơn tất cả quý bà cô chú luôn. Thì một lần nữa thì Phi Lê thay mặt cho máy ấm cũng như hơn 300 mấy cái chó của Phi Lê cũng như những hoàn cảnh khó khăn khác, một lần nữa là Phi Lê xin cảm ơn tất cả quý bà cô chú rất là nhiều ạ. Hôm nay mình xin làm cái clip này quay lên cho cả nhà mình xem với Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước
vì hoàn cảnh 3 tháng mấy nay mùa dịch không có hỗ trợ cho nên gia đình quá khó khăn. Mình xin quay cái clip này lên về mấy chú cúm của mình nuôi rất là mến luôn các bạn. Đây Bixi khổ quá, lúc mình còn đang đi làm chạy xe cơm trên Mina khu ký sức á thì còn đồ ăn. Mình ở nhà tổng cộng là 5 bé nha, 4 bé nuôi với 1 bé bên trong kia cách ly, nó cũng về đây, nó qua đây nó ở luôn. Mình cũng đang khổ nhưng mà gặp bé thì mình không bỏ được, rất thương. Đây nằm ngủ đây đó, về qua nhà mình nó ở luôn, nó rất là mến. Giờ có gì ăn nấy, sáng thì đi kiếm xin gạo về đó, mến mình lắm. Đây rất là dễ thương, mình không biết nó tên gì, thấy nó có gâu mình đặt tên gâu luôn. Giờ gia đình quá khổ, tính về quê cái mấy có duyên gặp được Lê điện, Lê nói đang dịch qua bắt không được, để hết dịch Phi Lê bắt về bản mừng đêm hôm khỏi ngủ luôn, để mình cho người ta thì người ta chắc phải là ăn thôi. Mùa dịch này mình không có đành lòng thằng nào chịu khổ. Đây con bé nữa đây, nó nhỏ hay cưng lắm, nhưng gấu đặt nó tên gấu để làm cho nó ở đây. Gấu 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 đây, dễ thương lắm. Nó hai lỗ tai nó như có hai cái nơ vậy. Con bé này là vô nhà tưởng như mình nuôi vậy đó, y gan như mình nuôi từ nhỏ lớn, mến lắm. Mình là tên Nguyễn Văn Trọng nha, xin quay clip này lên cho cộng đồng mạng với mạnh thường quân trong và ngoài nước xem cho mình, cứu trợ với cho mấy đứa bé nha, tội nghiệp quá. Tính về quê mà về cũng không được, ở cũng không được luôn, nhà còn bé đi học nữa, không có tiền đi học luôn. Nhà trường bị ai hoài. Vô đây, vô đây, vô đây, kêu nó, kêu nó vô đây. Tôi là Lý Lê Thủy ở Hóc Môn, Bà Điểm, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn. Tôi nuôi được hai bé. Bây giờ dịch bệnh lúc trước tôi đi làm, đi phụ quán thì đem đồ ăn về cho tụi nó. Bây giờ hả, do dịch bệnh nên tôi không đi làm được. Nhà Mạnh Thường Quân hỗ trợ, Phi Lê đồ hỗ trợ cho để giúp mấy em có miếng ăn. Cầu chúc cho Mạnh Thường Quân được khỏe mạnh để cứu giúp cho những mảnh đời với mấy em mèo chó cho tụi nó. Cảm ơn Phi Lê nhiều, cảm ơn Mạnh Thường Quân nhiều.